Thông tư 47 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có hiệu lực từ tháng 3 vừa qua đã có quy định về việc giảng viên các trường đại học phải dành 1/3 tổng thời gian làm việc cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trên thực tế, các trường đại học vẫn còn tồn tại nhiều rào cản khiến quy định trên còn nhiều khả năng không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Làm cách nào để kích thích hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên vẫn đang là bài toán khó giải. Xoay quanh vấn đề này, xin mời quý vị cùng lắng nghe một số ý kiến sau đây. Thông tư số 47 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định, kể từ cuối tháng 3 năm nay, các giảng viên đại học phải dành 1/3 thời gian làm việc cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Quy định này không mới và trên thực tế đã rất nhiều người ủng hộ vì đây là một trong những giải pháp giúp nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít quan ngại rằng môi trường và điều kiện hiện nay cho công việc này vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cái chính sách mà thực hiện một cái định mức về nghiên cứu cho các giảng viên trong trường đại học thì nó không có gì lạ cả, ở các nước ta làm từ lâu rồi. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là nỗ lực này nó gặp một số cái rào cản. Thứ nhất là ta cũng phải thấy là hoạt động nghiên cứu nó là một cái nền tảng, chứ nó không đơn giản là một cái nỗ lực cá nhân. Nó có thể có vài cái nỗ lực cá nhân nào đấy thành công, nhưng mà về căn bản, ta thử nhìn vào trường hợp của giáo sư Ngô Bảo Châu thôi, ta cũng thấy là cái hoạt động nghiên cứu nó cần có một cái nền tảng rất căn bản từ cái môi trường. Tôi cho rằng là cái hoạt động nghiên cứu khoa học của các cái giảng viên ở cái bậc đại học thì chưa đi. Nhìn chung thì cái hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học hiện nay nó mang tính chất là đơn lẻ từng cá nhân, mà chưa có cái sự tập hợp thành những cái chiến lược, những cái đội nhóm nghiên cứu mạnh bám theo những cái định hướng, những cái mảng, những cái chuyên ngành chuyên sâu. So với cả thế hệ của bọn tôi đấy, thì bây giờ các giảng viên trẻ, đặc biệt là những giảng viên được đào tạo bài bản, các bạn làm nghiên cứu rất là tốt, kết quả nghiên cứu được đánh giá cao trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên thì xét về lượng chưa được nhiều, bởi vì còn cần các cái điều kiện hỗ trợ khác, và nó cũng chưa tạo nên một cái phong trào nghiên cứu mạnh mẽ ở trong nước để giúp phát triển cho nền kinh tế hay khoa học công nghệ của nước nhà. Bất cứ giảng viên đại học nào cũng có hai nhiệm vụ cơ bản, đó là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh một số kết quả đạt được thì có thể thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế do các yếu tố khách quan. Đó là chưa kể đến sức ì, thói quen của giảng viên chỉ giảng dạy là chính như suy nghĩ bấy lâu nay. Hiện nay với cả cái khối lượng giảng dạy mà Bộ Giáo dục Đào tạo quy định đó, thì theo cá nhân tôi đánh giá là người ta đã không có thời gian dành cho nghiên cứu rồi. Chúng ta biết rằng là để có một tiết giảng tốt ở trên lớp đó, thì người giảng viên cần khoảng chừng 4 tiết chuẩn bị. Và với một cái khối lượng mà đang được quy định hiện nay khoảng chừng 400-500 giờ như vậy, thì khối lượng mà người giảng viên phải dành đầu tư cho bài giảng của mình là khủng khiếp, rất là lớn. Vì thế cái thời gian dành cho nghiên cứu khoa học nó không còn được nhiều. Và nghiên cứu khoa học không phải là một ngày mình dành ra bao nhiêu tiếng đồng hồ là mình có thể làm được, bởi vì nó phụ thuộc vào ý tưởng, nó phụ thuộc vào, ít nhiều nó cũng mang tính ngẫu hứng. Xuất phát từ cái yếu tố chủ quan của mỗi giảng viên, có thể họ chưa có cái đam mê, họ chưa có cái động lực để mà tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoặc là họ do cái áp lực về thu nhập vân vân thì làm cho coi như là cái hoạt động nghiên cứu khoa học của từng giảng viên nó không đồng đều. Và nếu có nghiên cứu thì trong nhiều trường hợp cũng có thể là mang tính chất đối phó. Hiện nay giới doanh nghiệp cũng như là giới chính phủ thì cái việc mà là sử dụng đặt hàng và sử dụng các cái sản phẩm nghiên cứu thì cái văn hóa đấy theo tôi nó vẫn chưa tốt. Cho nên nó dẫn đến một cái tác động qua lại. Tức là nhà nghiên cứu thì cảm thấy là tôi nghiên cứu xong rồi không biết có dùng được không. Thì bên phía các cái gọi là cái địa chỉ ứng dụng thì họ cũng nói là một là họ cũng không cảm thấy hào hứng lắm, thậm chí là cái chi phí đầu tư của họ cho cái việc gọi là nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu vào trong cái thực tiễn công việc của họ nó cũng không nhiều, đúng không ạ? Thì những cái điều như vậy tôi cho là cái thành phần nào nó cũng có cái tạm gọi là nó có cái phần lỗi của nó cả, chứ mình cũng không thể gọi là đổ lỗi của bên nào, nhưng mà tất cả những thứ đấy nó tác động, nó làm nên cái tôi gọi là cái nền tảng về cái hoạt động nghiên cứu của xã hội chúng ta nó chưa có vững chắc.
Nếu coi đại học là một môi trường sư phạm mẫu mực, cái nôi sản sinh ra văn hóa, tri thức, khoa học, thì tác nhân trực tiếp quan trọng vào môi trường đó chính là đội ngũ giảng viên. Chính vì vậy mà việc có những chính sách ưu đãi thỏa đáng dành cho đội ngũ giảng viên cũng như là những định hướng chiến lược trong việc đào tạo bồi dưỡng giảng viên là điều rất cần thiết. Mình muốn phát triển nghiên cứu khoa học thì bắt buộc phải đầu tư. Và đầu tư đó là đầu tư lớn. Thì theo tôi là trước hết là cái hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu nó phải được đầu tư đúng mức. Tất nhiên Việt Nam mình là nước nghèo, nếu mà chỗ nào cũng đầu tư thì rất là khó. Tuy nhiên nếu mà nhà nước đã xác định được các cái chương trình nghiên cứu trọng điểm, các sản phẩm quốc gia cần phải tạo ra đó, thì ở trường đại học nào hay viện nghiên cứu nào hay ở bất cứ đâu làm được, người ta có thể chứng minh được năng lực đó thì nhà nước cần phải đầu tư. Ở đây phải là kinh phí nghiên cứu dài hạn, là những chương trình 5 năm, 10 năm, thậm chí 15, 20 năm, chứ không phải chỉ là những đề tài 2 năm, 3 năm hay 1 năm. Ở cấp độ nhà trường thì cần xem nghiên cứu học như là một nghĩa vụ của giảng viên và trở thành một cái tiêu chí đánh giá, xếp loại giảng viên. Ở mỗi cơ sở đào tạo cần xây dựng cái chiến lược về nghiên cứu khoa học. Ở trong đó tập trung hình thành các cái nhóm nghiên cứu khoa học theo những cái định hướng mà cái cơ sở, cái trường mình có thế mạnh. Thì theo tôi hiện nay cái nếu mà ta giải vấn đề này mấu chốt thì nó có hai chỗ thôi. Một là chúng ta xem xét lại vấn đề về chính sách đối với các giảng viên đại học để đảm bảo họ có một cái khung thu nhập ổn định ở cái mức mà tôi gọi là trung lưu trong xã hội để họ tập trung toàn tâm toàn ý cho những nghiên cứu. Thứ hai nữa là về phía xã hội thì chúng tôi cũng có cái lưu ý là chúng ta phải tạo dựng một cái cơ chế, một cái nền tảng về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, phải có cái khích lệ cho cái việc đấy từ khu vực doanh nghiệp, từ khu vực gọi là các cái cơ quan, để mà cái địa chỉ ứng dụng đó nó sẽ làm thành cái yếu tố động lực, nó khích lệ cái người giảng viên. Và cái chương trình cần có những cái dự án để bắt cầu, để kết nối giữa các cái hoạt động nghiên cứu của các cái giảng viên ở trường đại học với các cái hoạt động ứng dụng của các cái doanh nghiệp. Tiềm năng nghiên cứu khoa học hiện nay của các giảng viên vẫn còn rất lớn, nhưng làm như thế nào để có thể khai thác hết tiềm năng đó, phát huy năng lực cũng như lòng nhiệt huyết của họ thì cần rất nhiều yếu tố, trong đó cần có sự quan tâm cộng hưởng của các cá nhân, tổ chức ở trong cũng như ngoài nhà trường.